got his out! Don't anybody get hit, guys! Nếu như mà mấy anh chị bên Gardena mà có nghe được cái những cái lời chân thành đến từ đáy lòng của em á, thì em hy vọng là anh chị, một là tạo ra một cái sân chơi đăng kịch nó lành mạnh hơn một chút, dẹp cái răng kim cương này đi. Chúng ta chỉ tính điểm thôi. Mà bây giờ hở một chút xíu á, lại bị chửi là kim cương gách. Mấy anh chị thấy có phải là quá bất công không? Anh chị thấy quá bất công, quá bất công. À bây giờ một là bây giờ mấy anh chị cho em thách đấu, hai là mấy anh chị cho em xuống bạc đi, đồng cũng được. Phải khi mất em hủy sách đi. Ông chờ đó, mấy ông chờ đó. Ngày tôi lên thách đấu nó không còn xa đâu. Ông chờ đó, ông chờ đi, ông chống con mắt mấy ông lên đi. Để tôi chống con mắt của tôi lên, tôi coi coi mấy ông chống con mắt của mấy ông coi tôi cao thủ được kim cương một bao lâu. Để tôi chống con mắt của tôi lên. Chống con mắt tôi lên ha. Coi có mấy ông chống con mắt để thấy tôi kim cương một được bao lâu. Chích tới đây ra mid, xong rồi bắt đầu boss quấn lộn. Boss quấn lộn mất tới đây xong boss nó lụm một cái double kill. Sau đó là mất về mid mất hành đích. Đó. Nếu mà không phải là boss thì là top. Chỉ khác nhau chỗ đó thôi mà. À, không đánh mà đau nè. Không heal cho mất. Heal cho mất. Sao nó quấn tôi đau dữ vậy ta? À nè, nhảy qua đây. Nhảy cái đúp qua đây. Ừ. Rồi sao mày sống? Bây giờ tao muốn biết á, là làm sao để mày sống. Tao chỉ cần biết là làm sao mày sống thôi. Rồi sao con Lee Sin này sống? Tao con Lee Sin này sống. Rồi sao con Kai'Sa này sống? Sao con Kai'Sa? Sao con Kai'Sa này sống? Nói em anh nghe đây. Đứng mặt. Hết chứ. Nè. Đây là sống. Nè. BKMS Bình Dương luôn. Nè. 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 Chị chịu rồi. Quýnh phải cho ta thời gian nghỉ ngơi chứ cái gì mà quýnh 3 ngày 3 đêm vậy sao chơi. Từ từ mất phải lên cái mất có đồ kháng rồi mới lên cái này cái đã. Lên mana. Sao không dứt? Sao? Sao con ông từ lết sống? À, sao con ông từ lết sống? Đóng bằng gì? Sống hậu á chứ sống sống hậu á. Rồi Lee Sin không? Lee Sin rồi. Lee Sin. Đặt tao vô trụ là giết. Đặt tao vô trụ là giết được tao sao? Gỡ mất tiêu luôn. Còn cái lát luôn, còn nguyên cái lát luôn. Lee Sin đúp qua luôn. Mất gỡ mất tiêu luôn. Nope. Mất quy e Lee Sin luôn. Còn nguyên cái lát luôn. Đó, chích chích queo luôn. Rồi chạy. Quy ơi. Quy hộ tôi cái. À, thích đó thì quay lại xì lô luôn. Ok, ok. Ok. Núp sau lưng con Leona cái nhẹ. Đó. Tôn vô cái đầu đó. Quy vô cái đầu đó. E vô cái đầu đó. Giết nó luôn, giết nó luôn. Đừng cho má nó hay, má nó hay. Làm sao nó hay. Trời ơi, chắc tôi không có giết hết đâu mọi người ơi. Chắc là mới không có giết giết hết đâu á. Mới là không có giết hết đâu. Mới không có mạnh đâu, mới yếu xìu à. À, à thì ra là tụi mày định giết tao. Tụi mày giết được tao rồi đó. Vậy là mày có win không? Mày win hộ cái. Giết được tao rồi đó. Giờ sao nữa? Đó. Rồi sao? Rồi sao? Quan trọng á là có win không? Rồi sao?
hả? Rồi sao? Hả? BK vô chơi giết con Lucian hộ thôi cái. Rồi sao Lee Sin chạy? Hả mọi người? Mọi người có thể nghĩ ra cái cách nào đó để Lee Sin chạy thoát khỏi mod được không? Rồi sao bên kia giết được mod bây giờ? Lấy cái gì để giết được mod bây giờ? Rồi là nhìn ông lết kìa. Ông lết thì kiếm mod nè. Ông lết kiếm mod nè. Cù cù con này nè. Mất gì mới chuyển lên. Đâu hết rồi? Bên kia đâu hết rồi? Sống hả? Sống hả? Giết tao! Giết tao đi! Một đến một là việc căng, nhưng quan trọng là win họ. Giết xong rồi có win không? Bây giờ giết người ta. Ba cam ốp mana. Ba cam ốp mana, nếu như mà combat mà giết người được liên đồng loạt, assist được người liên tục là gần như là sẽ không hết mana để xài. Chơi luôn. Chơi luôn đi mọi người ơi. Mất chờ lâu lắm rồi. Kết thúc lẹ game này đi chứ, mọi người giỡn hơi lâu rồi đó. Mất cũng hơi mệt mỏi rồi đó. Mọi người kết thúc cái game này đi chứ. Không có end game. Rồi sao mày sống hả Kai'Sa? Sao mày sống hả? Rồi dứt sao sống? Quan trọng là con dứt này nè, con dứt này sao sống? Rồi làm gì mày làm đi, mày làm cho đã đi đó, muốn mày quay cuồng đi. À,